Anh Ba Mở xin chào các em. Hôm nay anh Ba Mở xin giới thiệu với các em một số mẫu Lego mới về bên sếp của anh nha. Thì các em thấy đây là mẫu Lego trị giá 65k. Thì ở đây nó có một cục lớn và một cục nhỏ nha em. Đây là 3x3 ha. Và có một cục nhỏ nữa. Cục nhỏ này thì nó loại này thì nó không có móc khóa. Mình chỉ cầm chơi thôi. Đó, 65.000. Đó, màu đẹp ha. Rồi mẫu này mới khó nè. Mẫu này nó lạ nè em. Mẫu này là mẫu tam giác. Tam giác mẫu này cũng 65.000 luôn. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Mẫu này như là ai ráp được là cũng đẳng cấp nè. Đó, thêm một cái mẫu dạng tam giác nữa. Cái mẫu này thì bình thường thôi, 3x3. Đây, mẫu này 55.000 nha em. Đây các em thấy nè, cái loại này là nó dán nè, như là sơn lên nó chứ không phải dán nha em. Em thấy không? Nó rất là liền mạch nha. Rất là đẹp. Rồi, mẫu này là nhìn mẫu nhức đầu nhất luôn. Đó. Lớn nhỏ và tròn nữa em. Đây. Mẫu này thì trị giá 90.000 nha. Đây. Ba cục lận. Tính ra ba ba người bạn hùng nha mua người thích cục nào một cục. Đó, tròn vuông, đó. Rất là vui ha. Rồi. Đây là cũng một mẫu nhức nhức đầu như vậy nhưng mà cái kiểu thì nó khác chút xíu. Đó, cũng ba kiểu, mẫu này 65.000, mẫu này hiện rẻ hơn mẫu này chút xíu, mẫu này một loại xịn nha em. Đây. Rồi mẫu này cũng vậy luôn, 65.000. Đây. Rồi, rất là đẹp nha em. Đây. Rồi em nào mua hàng liên hệ với anh Ba Mở, chọn đúng mẫu và chụp hình màn hình á, em gửi qua Zalo cho anh 0387728778 nha em. Anh sẽ ship hàng lên cho các em và nhắn xin phép phụ huynh trước khi mua. Xin chào em.